Sau kỳ tích với tấm vé tham dự World Cup và cảm kích trước những khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua trong hành trình vừa qua, mưa phần thưởng tiếp tục đến với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong buổi lễ mừng công sáng này. Trong đó, đáng chú ý là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng 1 tỷ đồng, nhà tài trợ Honda trao thưởng 2 chiếc ô tô cùng 23 xe máy cho các nữ cầu thủ. Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số tiền thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam đã lên tới khoảng 25 tỷ đồng. Cái này cũng là một cái cú hích để làm cho nào cho bóng đá nữ chúng tôi phát triển, muốn có được cái thành tích mà giữ được cái thành tích là rất là còn khó khăn hơn là khi mà đã có thành tích. Mong rằng các cái địa phương, rồi là các cái tổ chức xã hội cùng với nhà nước chung tay để làm thế nào cho bóng đá nữ chúng ta phát triển nhiều hơn nữa, thì chúng ta, tôi nghĩ sẽ thành tích của chúng ta sẽ tiếp tục được duy trì. Ngoài những phần thưởng giá trị về hiện vật, thêm một tin vui nữa đến với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi VFF cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thầy trò huấn luyện Mai Đức Chung chuẩn bị cho hành trình tham dự World Cup 2023. Nhưng trước đó sẽ là mục tiêu bảo vệ hai chức vô địch trong năm này, đó là SEA Games 31 và AFF Cup 2022.